Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ngành chức năng tuần tra phát hiện bắt quả tang một phương tiện thủy ghe sắt chở quá tải số lượng lớn cát sông sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Trước đó, khoảng 9 giờ 25 phút ngày 18 tháng 5, trên tuyến sông Dàm Nào thuộc xã Tân Trung, huyện Phú Tân, Tổ công tác số 2 Trạm Cảnh sát Đường Thủy Dàm Nào phát hiện ghe sắt biển kiểm soát CT-10097 đang chở khoảng 100 mét khối cát sống do ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Đồng Tháp, điều khiển, vi phạm chở quá vạch dấu mấn nước an toàn và các quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện. Qua làm việc và xác minh nhanh, số cát trên phương tiện không rõ nguồn gốc và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, tổ công tác đã chuyển giao toàn bộ tang vật phương tiện và số cát trên cho công an huyện Phú Tân tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.